Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này, cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời vào hết. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt cũng tập hợp lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ nhà vua tiến lại quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó vào chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nếu như trong Chúa Nhật tuần trước thiên đàng được ví, nước trời được ví như là Thiên Chúa của chúng ta là một ông chủ có một cái vườn nho. Trong cái vườn nho này được giao cho những người đầy tớ, và ông chủ muốn những người đầy tớ này phải sinh huê lợi, phải sinh hoa lợi. Những người tá điền nào sinh được hoa lợi thì xứng đáng được vào nước trời. Đấy là trong Chúa Nhật tuần trước, thiên đàng được ví như là một cái nơi hạnh phúc. Thiên đàng là Thiên Chúa là hạnh phúc, mà hạnh phúc ấy đòi buộc tất cả những ai đi theo Chúa cần phải làm những việc lành, cần phải sinh nhiều cái ơn ích, làm được nhiều điều tốt. Đấy là trong Chúa Nhật tuần trước. Trong Chúa Nhật tuần này, nước trời được ví bằng một cái hình ảnh nó xem ra là dễ dàng hơn. Tức là nước trời, thiên đàng được ví như là một cái tiệc cưới, mà trong tiệc cưới này là ông chủ mời tất cả. Dĩ nhiên ban đầu ông chủ mời những người gọi là quan khách, thế nhưng quan khách thì lại không thèm đi. Ông chủ lại cho mời một lần nữa, họ cũng không thèm đếm xỉa gì tới. Cuối cùng thì nước trời mở ra tất cả, mời tất cả mọi người. Điều này cho chúng ta thấy rằng là để vào thiên đàng xem ra là không có khó khăn gì cả. Cứ việc vào, ai muốn vào là thế là đi vào thôi, vào dự tiệc cưới thôi. Kính thưa cộng đoàn, chủ đề lời Chúa ngày hôm nay là bữa tiệc. Thế thì chúng ta gẫm lại từ nhỏ đến bây giờ, chúng ta đi theo Chúa nhiều năm nhiều tháng rồi, có bao giờ mình dự một cái bữa tiệc nào đó mà mình cảm nhận rằng đây quả thật là tiệc của Chúa? Như là bài đọc thứ nhất đó, Isaiah nói đó: Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Isaiah cho tất cả chúng ta thấy hình ảnh của cái tiệc cưới, mà nơi cái tiệc cưới nước trời này đó thì là Thiên Chúa sẽ lau khô dòng lệ trên gương mặt mọi người, sẽ bỏ cái chiếc khăn tang này, bỏ đi cái tấm khăn liệm che phủ muôn nước. Cái bữa tiệc của Chúa là một cái bữa tiệc thứ nhất, Thiên Chúa lấy đi tất cả nỗi buồn, nỗi ô nhục. Chúng ta thử gẫm xem có cái bữa tiệc nào mà khi chúng ta đến dự tiệc rồi, mọi nỗi buồn, nỗi nhục của chúng ta được lấy đi hết. Rồi cái thứ hai, Thiên Chúa lại còn ban một cái niềm vui nữa, một niềm vui mới, một niềm vui sự sống. Để rồi ngày ấy tất cả những ai dự tiệc phải thốt lên rằng: Đây quả là tuyệt vời, đây là tiệc của Chúa chúng ta ca tụng Ngài bây giờ và mãi mãi. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thử gẫm lại mà xem từ nhỏ đến bây giờ này, chúng ta có cái bữa tiệc nào mà chúng ta cảm nếm được nó là nó gần gần như nước trời. Tôi cũng nghĩ lắm, từ hôm qua nay tôi cứ nghĩ xem là từ nhỏ đến lớn này mình dự bao nhiêu là tiệc rồi, thì cái tiệc nào là vui nhất. Nghĩ
chợt nghĩ đến là cái tiệc ngày mà mình về giáo xứ Thánh Tông. Ngày mình về giáo xứ Thánh Tông, được giáo xứ Thánh Tông đãi một bữa tiệc mấy chục mâm luôn, rồi những cái tiết mục ca hát vui vẻ để mà chào cha xứ mới, xem ra cũng vui, rất là vui. Ngày hôm nay nghĩ lại cũng rất là vui. Nhưng mà sau cái tiệc đó thì tôi quá mệt. Nó mệt quá. Bởi vì có thể là mình vui quá. Kính thưa cộng đoàn, một bữa tiệc thật là vui, nhưng mà sau cái niềm vui đấy là nó dõi hết ra thì xem ra cái niềm vui này nó cũng là niềm vui chóng qua. Tóm lại, cho đến ngày hôm nay thì tôi vẫn chưa cảm thấy có một cái bữa tiệc nào mà nó ấn tượng, nó kéo dài dài. Với cá nhân tôi thì cũng không có thích nhậu nhẹt gì lắm, nên là bữa tiệc nào thì nó cũng có vui có một chút ban đầu à. Sẽ thấy ăn được một lúc là tự động tôi muốn đứng lên. Kính thưa cộng đoàn, dĩ nhiên cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta mà không có cái gì vui cả thì xem ra nó cũng không có hay. Thế nhưng tất cả chúng ta đều có thể có chung một cái cảm nhận thế này. Và người ta cũng vẫn thường nói, niềm vui nào rồi cũng đến lúc khép lại, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc kết thúc, cũng phải đến lúc chúng ta rời bàn tiệc thôi. Chính vì lẽ đó mà lòng của chúng ta mong chờ một cái bữa tiệc mà như Isaiah đã nói, nơi bữa tiệc đấy người ta được lấy đi hết tất cả nỗi buồn, người ta được xóa tội và người ta được gieo vào lòng niềm vui mới. Nếu chúng ta có được bữa tiệc này thì rất là hay. Cái câu chuyện vui kể rằng là bữa tiệc trần gian với bữa tiệc nước trời thì cũng không có khác nhau. Nơi cả hai bữa tiệc này cũng đều là thịt béo ngậy, rồi rượu ngon tinh chế, rồi dê, rồi heo bò gà, cua mực, rồi đủ loại. Tiệc nước trời và tiệc trần gian không hề khác nhau về món ăn này, về cỗ bàn này, vân 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 vân, về sự phục vụ. Thế nhưng mà cái người dự tiệc nước trời thì là hoan hỉ, vui mừng. Còn người dự tiệc trần gian thì thậm chí là mâm cao cố đầy, thế nhưng mà dự tiệc thì càng dự tiệc càng thấy đói. Thế tại sao vậy? Thế thì người ta mới thấy rằng hai cái bữa tiệc này giống nhau lắm. Chắc là nhiều người cũng biết câu chuyện này. Nơi đó thì là bà chén bát, mâm cao cố đầy chén bát rất là đẹp. Và mỗi người được trao cho một cái đôi đũa rất là dài. Đôi đũa rất là dài. Thế thì bữa tiệc nước trời ấy là một cái bữa tiệc mà giống như tôi ngồi với ông bà và anh chị em đó, thì cái đũa của tôi rất là dài. Tôi gắp một cái tôi có thể đưa cho cái bà đọc sách thánh này, tôi có thể gắp cho cô Kiều Lan ở mé bên cả đoàn này, nó rất là dài và mọi người hạnh phúc. Còn bữa tiệc trần gian thì là cái đũa nó cũng dài như vậy, nhưng mà mình gắp xong mình cứ cố gắng mình đưa vào cho mình mà đưa không nổi. Thế là cuối cùng càng dự tiệc càng bực mình, càng đói khát. Thôi thì đấy cũng là một cái câu chuyện vui để thấy nơi thiên đàng. Cái niềm vui không chỉ, nó cái chuyện ăn uống nó là một cái chuyện nhỏ, đằng sau cái ăn uống là diễn tả một cái tình yêu lớn. Trong bài tin mừng để cho chúng ta trở lại chủ đề của bữa tiệc. Vậy thì bữa tiệc của Chúa là bữa tiệc nào? Tôi xin được gợi ý, bữa tiệc của Chúa là bữa tiệc thánh thể, là thánh lễ. Trước tiên là như vậy. Bữa tiệc lời Chúa trong thánh lễ nó gồm hai phần. Bữa tiệc gồm có hai món, hai phần chính. Phần thứ nhất là tiệc lời Chúa. Tiệc lời Chúa. Phần thứ hai là tiệc mình và máu Thánh Chúa. Bài tin mừng này cho chúng ta thấy rằng là những người được mời đó thì là từ chối. Người thì là, rồi sau đó mời lần thứ hai rồi cũng từ chối rồi với những cái lý do khác. Lần thứ ba thì là mời tất cả mọi người, thì cuối cùng thì là cái người lý ra được mời thì lại được mời thì lại không đi, những người mà không thì lại được vào. Thì chúng ta đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thời gian này, Hội đồng Giám mục vẫn kêu gọi chúng ta về vấn đề truyền giáo. Đất nước Việt Nam của chúng ta tỷ lệ người Công giáo, người có đạo chỉ có 6% thôi, tức là 100 người Việt Nam thì chỉ có 6 người là có đạo. Và dĩ nhiên 6 người có đạo này là người được mời tham dự thánh lễ đầu tiên. Được mời. Như đã có lần tôi chia sẻ với cộng đoàn, trong 6 người Công giáo này là được mời thiệp đầu tiên. Thì chúng ta thử nghĩ xem bao nhiêu người là tham dự thánh lễ. Giáo xứ Thánh Tông của chúng ta trên 15.000 người, thì tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật? Ban hành giáo thì dự
tính là khoảng là 80% tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, tức là một tuần mình ăn có một bữa thôi đấy. Tức là 80% thì tức là khoảng là trên 10.000 người. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ không biết có được đến cái mức đó không. Giáo sư Thánh Tông của chúng ta có 6 thánh lễ. Bình thường thánh lễ này chúng ta dự tính là khoảng mấy trăm người? 600. À, thánh lễ của chúng ta là 600 người này, thánh lễ sáng ngày mai cho nó là được 1.000 không? Cho 1.000 luôn đi. Thánh lễ sáng, thánh lễ thứ nhất, thánh lễ thứ hai, thánh lễ thứ ba, 3 thánh lễ buổi sáng cho là 4.000 đi. 2 thánh lễ buổi chiều được bao nhiêu nữa? Được 4.000 không? Thôi cho 4.000 luôn đi. Tức là 8.000 người cộng thêm cái phần của chúng ta ngày hôm nay nữa. Mà có những người đạo đức như chúng ta, như các bà đi tới 2-3 lễ nữa, chưa có trừ ra cái khoản đó. Phải không? Thế thì kính thưa cộng đoàn, thôi thì cũng gọi là cũng khá khá thì được 50% đi. Tất cả chúng ta là những người được mời tham dự bữa tiệc của Chúa là thánh lễ. Thứ nhất, chúng ta dự thánh lễ chúng ta có thấy vui không? Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Khi tham dự thánh lễ chúng ta có cảm thấy rằng là nỗi buồn của chúng ta được lấy đi, tâm hồn của chúng ta thanh thản, mọi cái nhục nhằn của chúng ta đã được lấy đi không? Cá nhân tôi thật sự có những ngày dâng thánh lễ không những không được vui mà nhiều khi tôi còn buồn nữa. Đôi khi vì buồn chuyện này chuyện khác, nhiều khi buồn chuyện các đoàn hát không hay nữa chẳng hạn. Nó có nhiều cái. Thế nhưng mà thôi, đấy là những cái chuyện nhỏ. Tất cả những nỗi buồn này nó cũng không là gì so với cái niềm vui Chúa ban. Niềm vui của bữa tiệc là niềm vui Chúa ban, Chúa lấy đi nỗi buồn, Chúa xóa đi tội lỗi, Chúa ban niềm vui sống mới, ban niềm vui của sự sống mới cho tất cả chúng ta. Trở lại chuyện bữa tiệc của thánh lễ. Chúng ta là những người được mời đầu tiên, bao nhiêu phần trăm của chúng ta là tham dự thánh lễ? Chúng ta là những người thôi thì tạ ơn Chúa, ít là một tuần chúng ta tham dự thánh lễ này. Dụ ngôn được tiếp theo với việc là khi khách đã vào đầy nhà thờ rồi thì ông chủ đi quan sát và thấy có những người dự tiệc cưới nhưng không mặc áo cưới, tức là không mang cái tâm tình phù hợp, và ông chủ quyết định là cho nó ra ngoài. Thế thì giáo sư Thánh Tông của chúng ta với tỷ lệ những người đáp lại lời mời gọi dự tiệc thánh thể của Chúa được 50% đi. Và trong 50% này, khi tham dự thánh lễ chúng ta có mặc áo cưới, tức là chúng ta có cái tâm tình sốt mến thích hợp không? Cũng có thể là khi tham dự thánh lễ chúng ta cảm thấy là hạnh phúc kết hợp với Chúa với một tâm hồn trong sạch, với một tâm hồn xứng đáng, một tâm hồn xứng đáng. Thế nhưng cũng có thể là chúng ta tham dự thánh lễ thật sự là ngồi trong nhà thờ, chứ tâm hồn của chúng ta nó còn đủ mọi chuyện. Kính thưa cộng đoàn, tỷ lệ những người tham dự thánh lễ mà sốt sắng được 50% không? Tất cả những cái điều đó, dĩ nhiên chúng ta nói ra như thế này để mình xét mình thôi. Với cá nhân tôi thì đã chia sẻ với cộng đoàn, có như thánh lễ thì rất là sốt sắng, nhưng cũng phải thú nhận rằng là có nhiều thánh lễ tôi cũng chưa chí lắm. Tham dự thánh lễ, tham dự yến tiệc của Chúa nhưng tâm hồn của mình nó không thật sự là gắn bó trong cái bữa tiệc. Bởi vì mình giống như bài tin mừng đấy, người thì lo đi mua nhà, mua đất, mua người thì lấy vợ, người thì thế này thế khác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái điều đó. Thứ nhất là bữa tiệc thánh thể. Điều thứ hai nữa, bữa tiệc với những người nghèo. Giáo sư Thánh Tâm của chúng ta thật sự chưa có nhiều bữa tiệc của Chúa, tức là bữa tiệc cho những người nghèo. Duy nhất là thứ sáu, hiện nay thì chúng ta cũng khá khá hơn một chút, tức là ngày thứ tư, thứ sáu là có bữa ăn cho người nghèo, sáng thứ bảy có cháo cho người nghèo, và bên cạnh đó cũng có một loáng thoáng một vài đơn vị cũng có những bữa ăn của Chúa cho người nghèo. Thế nhưng chúng ta tổ chức những cái bữa ăn cho người nghèo là bữa ăn của Chúa cho người nghèo. Thế nhưng mà kể một câu chuyện nó cũng thực tế đây. Anh trong giáo xứ chúng ta này, anh Sơn này, tức là cứ ngày thứ ba anh ấy nấu cơm mang vào bệnh viện phát cho những người nghèo, gọi là bữa ăn của Chúa cho những người nghèo. Thế thì là anh nói cha ơi, hôm nào mà cha rảnh ấy, thứ ba cha vô nhà con chơi, cha làm phép của ăn cho chúng con để chúng con mang cho người nghèo.
Thế là thứ ba cách đây mấy tuần tôi cũng có ghé để mà lúc anh đang xếp thức ăn cho vào túi, anh cũng khoe để chúng con cũng làm, cố gắng làm những cái món ăn nó cũng tương đối. Thế sau khi làm phép xong ấy, thì là một chị bảo: cha ơi, cha lấy ba phần về để ba cha ăn trưa hôm nay, mới ăn trưa hôm nay. Thế anh Sơn bảo: bà khùng mà, cha nào mà ăn cái thức ăn này, cái này là người nghèo. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin